Dạ, tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, hôm nay đó là ngày 3 Tây tháng 12. Bữa nay hôm nay là cũng chủ nhật, bé Xuyên hôm nay đó thì cũng về thăm nhà. Thì tiếp thay mặt chú Lê Văn Bắc Thắng trao tiền học cho bé là tháng 12 này. Dạ, trước khi trao tiền cho con gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến chú Thắng rất là nhiều. Kính chúc chú sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn thì thuận lợi. Dạ. Rồi cái tiền điện, tiền nước tháng này đó là bạn của con đóng phải không? Dạ. Nhiều không? Dạ, tháng này là 280 điện nước luôn. 280 điện nước hả? Dạ. Còn tháng trước? Tháng trước là 195, tại tháng này điện lên. Rồi mấy bạn đồ cũng buổi trưa cũng có tới để ngủ trưa đó ha? Dạ. Giờ hôm nay con học làm sao rồi? Dạ, con học cũng tạm đó. Cũng được ha? Dạ, cũng tốt. Rồi hổng ra có thi có gì không? Dạ, có kiểm tra nhưng mà chưa có điểm. Có thực hành thì có điểm liền, còn thi thì chưa có điểm. Thực hành điểm khoảng bao nhiêu? Dạ, 9 điểm. Dạ, mấy bài thực hành coi kính hiển vi rồi nữa đó. Sử dụng kính hiển vi ha. Con có việc cặn không? Dạ, có. Cặn nhiều không? Dạ, con cận chắc không mấy gần độ. Có đeo kính không? Dạ, con chưa cắt kính. Thì hôm nay học có học buổi tối nhiều không? Dạ không, cái này con nghĩ không, buổi tối là con đi múa giờ, mà giờ múa xong rồi thi xong luôn rồi. Lên ngành con được giải nhất toàn phần luôn. Vậy hả? Múa giải nhất đơn ca, song ca, tốt cao luôn, rồi giải nhất toàn phần luôn. Vậy đó hả? Dạ. Giỏi vậy? Đông không? Trong cái dạ, ngành con là gồm có năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4 luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy mình giải nhất vậy rồi phần thưởng là cái gì? Dạ, hình như là được chắc có 2 triệu rồi tám người, xong cái đi ăn á, đi ăn rồi đi uống nước này nọ cái đồ, tiền đó sẽ trả. Chứ chia ra chắc đứa được mấy chục rồi. Mình dùng cái phí đó mình ăn uống nha. Dạ. Vậy cũng mừng rồi, vui không? Dạ vui, bữa đó là quá trời. Vậy hả? Thì hôm nay đó thì hồi tháng rồi đó thì chú Thắng có dặn Tám là tháng bắt đầu bước tháng 12 thì trao tiền học cho con là 2 triệu tăng lên. Dạ. Có kêu Tám đó là đóng tiền nước, tiền điện luôn, nhưng mà cái phần đó thì bạn của con đã đóng rồi cho nên là Tám không có đưa. Tám chỉ đưa con tiền trọ với tiền học ha. Tiền trọ đó là 1,8 triệu, tiền học là 2 triệu, cộng lại là 3,8 triệu. Với tiền học của con. Dạ, con cảm ơn ông. Con chúc ông hồi nhà sức khỏe, luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc cuộc sống, luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Dạ, thì chú Thắng con xin nhắc lại đó. Thì cái phí hồi tháng rồi là tháng 11 á, là cái phí còn là 30,748,000. Thì đợt sau này con nhận của chú tháng trước con trao là ngày 5 Tây tháng 11. Con nhận của chú là 5 triệu là ngày 8 tháng 11 là dương lịch. Thì con cộng lại đó là 35,748,000. Thì tháng này con trao cho bé Xuyên đó, thì tiền nhà trọ là 1,8 triệu, tiền học 2 triệu thì tổng là 3,8 triệu. Thì 35,748,000 con trừ cho 3,8 triệu thì cái phí hiện tại còn là 31,948,000. Dạ, con xin nhắc lại là 31,948,000. Và hôm nay đó là ngày 3 tháng 11. Đâu, ngày 3 tháng 12. Ngày 3 tháng 12. Dạ. Hôm nay đó là ngày 3 Tây tháng 12 nghe chú. Dạ. Cuối clip về con gửi lời chúc sức khỏe đến chú. Và cho tới gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiếp. Và xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.
Bye bye.